Xin chào các bác, chào mừng qua đến với số bên công nhật bãi của em. Chúc các ngày mới thật là tốt lành. Hôm nay em lại tiếp tục lên cho bác một lô cần nữa các nhá. Lô ngày hôm nay thì sẽ có một cây lua, cả nhà mỗi một cây lua duy nhất. Đấy, và có 1, 2, 3 chiếc cần Ikeda và sút, và còn lại sẽ là ISO nhá. Để các bác xem clip của em mà ưng được nào thì báo cho em. Số điện thoại cho hàng của em là 0326267369. Em để các bác hiểu nhá. Đây em sẽ cắt video và em để cái hình ảnh ở trên góc này để cho các bác biết số điện thoại của em. Các bác xem ưng như nào thì báo cho em nhé. Ok, các bác xem kênh của em thì ấn like, đăng ký kênh ủng hộ cho em. Em sẽ lên mã đầu tiên, nó sẽ là mã số 1. Số 1 sẽ là chiếc cần lua có chiều dài là 2m7. Cứng là cứng MH nhé. Con này sẽ làm chiếc cần của Shimano, sản xuất tại Chila, xuất Nhật. Bản này sẽ là bản Sati Stick Source Jigging. Ở đây nó ghi thông số tải cho bác là tải cước từ 10 đến 20 dB, tương đương PE 1 đến 2.5 các nhé. Còn mồi sẽ tải từ 14 đến 70 ga. Đấy, có cốt. Con này sẽ được trang bị khoen là khoen Fuji, bát là bát Fuji các nhé. Loại sứ con này sẽ là loại sứ Ecolite màu đen. Đầu bu sẽ là đầu bu súng xoắn và loại sứ xích các nhé. Đấy, con này thì khuyên sẽ khá là dày, dày hơn so dòng lua bình thường chút xíu. Thì con này sẽ là bản Jigging nữa nhé. Ok, cân nặng cho bác này 195 g, ngọn 2.4 ly cơ nhé. Đấy, một chiếc cần lua cứng MH. Con này các bác là 1.600.000 nhé, một chiếc cần lua. Đấy, bản cứng để cho bác chơi. Sang mã số 2. Ở số 2 sẽ làm chiếc cần Ikeda. Con Ikeda này đời cổ quá nhá, nhưng mà cần cực kỳ chắc chắn và độ lẩy rất là tốt. Con này đối trọng rất là nhiều quá nhá, chủ yếu là đối trọng. Con lì tiền vất là đỡ bình. Bát sẽ là bát bằng đồng PS6, độ lẩy cực kỳ cao luôn, chất liệu carbon. Đấy, khoen sẽ là khoen xích cơ nhá. Nếu mà so Ikeda thì em thấy chiếc Ikeda này cực kỳ hay quá nhá và rất là khỏe. Con này thì nó có một lỗi nhỏ các nhé. Con này thì nếu mà không lỗ này khoảng tầm 600-700 ngàn. Con này thì đời rất là lâu rồi. Con này các bác siêu tầm mua rộng không có luôn nhé. Con này thì nó đang bị lỗi mất 1-2 cái khuyên, nó bị tuột đấy, tuột chỉ các bác. Cái chỉ này lâu ngày nó bị mục đấy. Ở nhà này em có lấy một cái ngọn khác có khuyên để cho bác giáp vô nhé. Ở cái cần này thì bị mất 1 khuyên này, 2 khuyên 3 khuyên 4 khuyên. Ở đây sẽ có một ngọn phụ nhá, sẽ có 2 4 6 7 cái khuyên để cho bác chơi. Đấy, con này sẽ được bù khoen cho bác nhé. Mã số 2 sẽ mang cân nặng 140 g, chủ yếu cho này đối trọng nhé. Còn ngọn thì rất là ok luôn, ngọn là 0.84 ly. Mã số 2 lấy bác là 500 ngàn. Khẳng định các bác câu con Ikeda này cực kỳ ngon nhé. Nó sẽ khác hẳn so với cái dòng Ikeda bình thường. Ví dụ như cái hàng này thì không thể so sánh được nhé, thân nhỏ thôi, nhưng mà con này thân nó to nhưng mà rất là lực, lẩy và mọi thứ rất là chắc chắn. Sang mã số 3 này. Ở số 3 sẽ làm chiếc cần Ikeda của Gamma nhé. Con này thì sẽ có 2 ngọn. Mã số 3. Con này chính xác hôm trước là có khách chốt rồi đấy, nhưng mà khách này mua cấp tốc để đi ra đảo, đi ra giàn khoan để làm việc, để mang ra câu. Nhưng mà em gửi nhưng mà từ đây vào Sài Gòn phải mất 4 ngày cơ, khách 3 ngày đã đi rồi nên là không kịp nhận, nên là đã hoàn về. Đấy, có sao nói vậy nhá các bác. Bác là mua được thì nói xem có đúng không nhá. Ở đây sẽ làm chiếc cần Ikeda dài là 1m8 và có 2 ngọn. Một ngọn ở đây, ngọn này coi như là em không tính rồi nhá, nó có thêm thì thêm thôi. Còn một ngọn ở đây sẽ rất là ok không này. Ngọn này thì đủ, không lỗi, không hụt gì nhé. Còn ngọn này thì đang bị hụt. Đấy, cần của Gamma Ikeda, khoen bát Fuji, cân nặng cho bác này 100 đâu, không đến 86 g có nhé. Ngọn con Gamma này 0.6 ly, ngọn khá nhỏ nha. Con này là ngọn dòng ngọn thanh, ngọn nhỏ. Đấy,
ngọn trong này thì em sẽ đút vào nhé, còn cái ngọn ngoài thì coi như là thêm cho các bác. Mã này là mã số 3, có giá là 800 ngàn đó nhé. Rồi một mã Ikada nữa là mã số 4. Số 4 sẽ làm chiếc cần Ikada của hãng TFC. Con này sẽ làm chiếc cần cũng khá là cổ rồi có nhé. Một chiếc cần Ikada dài 1m8, TFC, dòng nội địa Nhật. Được trang bị khuyên bát đều Fuji nhé. Con này ngọn ok luôn. Ngọn rất đẹp các bác nhé. Một chiếc cần Ikada chất liệu carbon. Ngọn thì Ikada sẽ là sợi thủy tinh nhé. Ok, con này thì đời hơi cổ một xíu. Cân nặng cho bác này. Ngọn con này sẽ là 0.8 ly, nặng là 90 g. Mã số 4 này là 500 ngàn nhé. Ikada bây giờ thì khá là hot nhé. Chắc là đến mùa các bạn. Không có mà đặt luôn mà rất là đắt. Sang mã số 5. Số 5 sẽ làm chiếc cần Hàn Quốc sản xuất, dài 2m1, chất liệu là Marina Boy Carbon. Được trang bị bát là bát cổ điển các nhé. Con này thì là bát, nó là cái dòng bát bát cải. Bát cổ điển, bát bằng nhôm. Khoen là khoen Fuji. Con này thuộc dòng cần Mili, để cho bác câu đa lăng. Đấy, chiều dài là 2m1. Chắc chắn luôn nhá. Chỗ này là bẩn cái này, các bác bóc ra đi. Cái này nó là cái lịp người ta quấn vào, nhưng mà để lâu ngày ấy, nó mục lịp nó dính vào. Nặng 100 g. Ngọn 2 ly các nhá. Giá là 400 ngàn loại số 5. Đấy, hôm nay có mấy chiếc cần ở đầu này nó hơi dị dị một tí đăng cho bác. Còn về sau này thì rất là đại trà nhá. Các bác gặp rất là nhiều. Sang mã số 6. Số 6 sẽ làm chiếc cần sút. Con này sẽ làm chiếc cần của dòng Daiwa sản xuất tại Chila. Bản này sẽ là bản long sút các nhé. Trong tất cả các dòng cần thì dòng long này sẽ sản xuất cần rất là dài, thông số rất là ít gặp. Như là đây sẽ làm chiếc cần sút các nhé, có đề ba gặp này, nó là cần lục, gọi là cần sút. Dài 5m3, cứng 25. Đấy, bình thường các bác kiếm một chiếc cần dài 5m3 mà cứng như cần lục thì rất là ít nhé. Đây cái bản này một chiếc cần long nữa này, cứ gì liên quan chuyện long là sẽ rất là dài. Đấy. Một chiếc cần long sút dài 5m3, cứng 25, được trang bị bát là bát Stylit, khoen sẽ là khoen Fuji các nhé. Ở dàn khoen này thì là khoen đen. Ở người câu thì câu cũng đã kiểu nó cũng bị chạm ấy, là nó có bong cái lớp sơn đấy nhé. Cái bao giờ khoen đen vậy, bên trong nó sẽ là thép nhưng bên ngoài sẽ là cái lớp sơn nhé. Các bác bong lớp sơn ra sẽ lộ lớp thép ra. À, lớp xếp này vẫn có một lớp sơn phủ bóng bên trong nữa. Ở con này sẽ được trang bị cho bác là phần khuyên nhá. À, có định vị khuyên cho bác này. Ba long ngọn sẽ là định vị khuyên. À, cứng 25 chuẩn cần lục, để cho bác đánh một chiếc cần lục dài 5m3, cứng 25. Cân nặng 448 g. Ngọn là 2.19 ly, giá là 1.700.000, mã số 6. Đấy, một chiếc cần lục dài. Sang tiếp theo mã số 7 sẽ làm chiếc cần lục dài nữa nhá. Con này thì nó sẽ không dài bằng kia, nó sẽ dài 4m50. Độ cứng cũng 25 luôn nhá. Một chiếc cần sút leader. Ở leader này sẽ được sản xuất tại Nhật các nhá. Con này sẽ được hãng Shimano sản xuất, dòng Tomorrow Tucker Today. Chất liệu carbon sẽ là Fire Carbon. Dài 4m50, cứng EX tương đương 25. Được trang bị dàn phôi sẽ là vân hai da các nhá. Con này sẽ là vân hai da toàn thân. Được trang bị định vị khuyên cho bác nhá. Có định vị nóng và định vị khuyên luôn. Các bác thấy cái phần nhám nhám này không ạ? Đây là một cái lớp keo họ tráng lên trên mặt này để cho cái keo là cái khuyên này sẽ bám vào chỗ khuyên, nó không được chạy qua nhá. Có định vị khuyên. Có định vị lóng ngọn thôi nhé. Định vị lóng con này sẽ có định vị lóng ngọn và định vị lóng ngọn thôi, và khuyên ngọn thôi chứ không có định vị đây này, có cái vết chấm chấm này. Định vị lóng ngọn nhá và định vị khuyên ngọn. Đàn khuyên sẽ là khuyên Fuji đen, nó chữ xích. Không lỗi làm gì cơ nhá. 4m50 cứng EX, cân nặng
435 g, ngọn 2.3 ly, giá là 2.500.000 đấy. Hôm nay lấy bác này khá êm nhá, con này em mua về giá êm êm nên bán cho bác lãi lên 100.000 cây đâu. Sang mã số 8 này, ở số 8 ra làm chiếc cần của hãng Ruby. Con này cũng rất lâu lắm lại gặp một con nhá, con này thì phôi cực kỳ chắc chắn luôn. Đây sẽ làm chiếc cần dài 5m3, độ cứng sẽ là độ cứng 4 có nhá, một chiếc cần của hãng Ruby. Con Ruby này được sản xuất tại Nhật các nhá. Ở trên đầu cần này nó sản xuất, nó dùng cái loại thép nhìn màu rất giống màu titan nhưng mà em không thấy ghi, mà chắc chắn sẽ là thép trong gì nhá, ghi tên logo và trang trí rất là đẹp nhá, chất liệu là carbon protect Procition cơ chứ không phải Protect cơ nhé. Rất là đẹp luôn. Con này sẽ được trang bị phôi sẽ là carbon xoắn vòng. Trang bị là sẽ có định vị nóng cho các bác nhé. Có định vị nóng, định vị khuyên ở giữa cần. Đây các bác này, định vị khuyên ở giữa cần nó sẽ có một cái vạch màu đỏ ở giữa cần các nhé. Còn cần là Ruby này, hai cái đầu cần này đều là có bo chống lổ cực kỳ đẹp quá nhá. Con này em nghĩ cái chất liệu thép ở trên đầu nó sẽ là titan. Các bạn này, cái màu nó rất là chìm và sẽ không giờ han luôn nhá. Đấy, còn cái màu của thép chống rỉ thì nó sẽ bóng bóng, con này sẽ là nhám, nhám trắng, rất là đẹp. Độ cứng của con Ruby này thì cực kỳ cao. Ok, con này sẽ làm chiếc cần được sản xuất tại Nhật các nhá. Ruby đầy đầu thì không chê thế nào luôn. Rất là đẹp. Đít thì được chủ sở hữu là người ta bo một lớp thu nhiệt ở gốc rồi nhé. Các bác về các bác có thể dọc ra đây để chống xước. Đây là cách bảo vệ cần rất là tốt. Bác rất là chắc chắn nhé. Cân nặng cho bác này 400 g. Con này thì phôi rất là bì và rất là khỏe, ngọn 1.7 ly. Nếu các bác là 1.400.000 con này các nhé. Đấy, cực kỳ ngon luôn. Khẳng định các bác con này các bác đánh bạo lực cực kỳ tốt. So với cả những dòng này ấy, thì con này sẽ nhẹ hơn và sẽ cảm giác là thanh hơn, nhưng con này lực hơn và bo cá bẩy tốt hơn nữa nhé. Đấy, mỗi con có một nhược điểm và ưu điểm riêng, các bác cân đối. Sang mã số 9 này, số 9 sẽ làm chiếc cần của Direct Bore nhé, dài 5m3 đầu 1 của Daiwa. Con này sẽ được trang bị dàn khoen là khoen Fuji 6 nhé. Con này phôi thì đang có xước xác một chút xíu ở phần gốc, một chút chút được trang bị vân là vân carbon hay da. Direct Bore thì em bán quá nhiều rồi, dòng này thì câu rất là ok đó nhé. Cần rất là nhẹ, phôi mà vân hay da rất là đẹp luôn. 5m3 đột 1. Cân nặng cho bác này 200 g. Ngọn là 1.28 ly, giá là 1 triệu tròn đó nhé. Cái dòng này thì không rẻ hơn ạ. Không có lắp chụp này, con này có lắp chụp thì cứ giữ lắp chụp vào đây. Không tí nữa các bác bảo anh cứ thích cái lắp chụp này cơ, em lại nhầm lại cho sang cần khác. Tại vì cái lắp chụp nó cũng lớn lớn nhau khi bọn em nhầm. Rồi, xong mã số 9 này. Xong mã số 10 các nhá. Số 10 sẽ làm chiếc cần đẹp hơn. Con này thì đẹp long lanh các nhá, rất là sáng. Chiều dài sẽ 5m3, độ cứng sẽ 1.5. Con này thì mới hơn con lại rất là nhiều. Đấy các bác này, phôi rất là đẹp luôn nhá, rất là sáng. Quá đẹp, một chiếc cần ISO. Con này thì dòng ngọn này ngọn rất là to các nhé. Con này ngọn là ngọn là ngọn liền, không nối long phụng nhá, nên ngọn rất là to và khỏe. 5m3, 1.5, một chiếc cần rất là đẹp. Cân nặng cho bác này 200 g, ngọn là 1.35 ly, giá là 1.100.000 các nhé. Đấy, mã số 1.5. Tiếp tục lên cho bác một chiếc cần Direct Bore nhé. Hôm nay có 3 con. Ba con thì con này sẽ làm chiếc cần dài đột 3, 5m3 đột 3. Ngoại hình con này còn rất là đẹp quá nhé. Đây ba này, phôi bên trong còn rất đẹp và sáng luôn. Đấy, vân hai da rất là đẹp quá nhé. Con này sẽ được trang bị dàn khoen là khoen Fuji, nội xước xích. Đấy, nguyên bản hết quá nhé. Con này đột 3 thì không chê quá nhé, đột 3 cực kỳ ngon luôn. Ngoại hình cũng rất là mới để cho bác chơi. Đấy, một chiếc cần 5m3 đọt 3, một chiếc cần của Nhật sản xuất. Cân nặng cho bác này 280 g, 1.43 ly đâu nhá. Đọt 3 thì sẽ có giá là 1.400.000. Đọt 3 thì không rẻ hơn đâu nhá, đọt 3 rất là ngon.
ở trong tóc dòng có dòng ISO thì từ đợt 2 trở lên thì các bác câu rất là ok, từ các bác hạ tay hoặc là các bác có thể đánh ISO cũng rất là chuẩn nhá. Trừ khi một số đợt 1, đợt 2, đợt 1 ấy, thì các bác nào đánh cảm giác, tay siêu cảm giác đánh con đấy thì ok. Ở đây sẽ làm chiếc cần của hãng Daiwa đấy nhá. Con này bản Megafor. Bản này sẽ được trang bị bát đúc liền. Con này bát rất là đẹp nhá. Con này là đời cao hơn con Direct Bogle là một chút. Đây các bác có thể so sánh. Cái phần bát của con này này, đến đoạn này là nó sẽ có cái ngấn dừng lại. Và cái con này đoạn ngấn thế này là được người ta phủ kín lên luôn nhé. Phủ sơn kín liền luôn. Lên nhìn rất là đẹp. Đây sẽ làm chiếc cần 5m3 đợt 2, được trang bị dàn khoen là khoen lỡ nha. Con này khoen rất đẹp. Khoen này nó là dòng khoen lỗ to như lỗ ISO khoen lớn, nhưng mà lại thân lại nhỏ gọn như cần ISO khoen bé đó nhé. Để cho bác câu. Đấy. Đợt 2. Một chiếc cần của Megafor được trang bị vân carbon là vân Pogomet. Pogomet sẽ vân bé bé như này. Đấy, chất liệu carbon là carbon wicker. Cũng rất là đẹp các nhá, màu đen. Cân nặng cho bác này. 230 g. Gọi là 1.41 ly. Con này nếu các bác là 1.300.000. Đấy. Mềm hơn cái con bên này một tí nhưng mà lại mọi thứ này ok hơn, khuyên ok hơn một chút xíu. Rồi sang mã 13. 13 sẽ làm chiếc cần của Daiwa Việt Nam các nhá, 4,5 đợt 3. Con này độ cứng rất là tốt, được trang bị vân hai da ở gốc các nhá. Một chiếc cần của Liberty Club sản xuất tại Việt Nam. Đấy, khoen bát Fuji đều đời mới các, khoen này khoen đời mới các nhá. Phôi bên trong sẽ là màu tím xanh, xanh xanh và không xước một vết nào. Ngoại hình rất là đẹp. Đấy, đợt 3, con này thì đẹp em không soi các nhá, còn độ cứng thì khỏi chê luôn. Các bác hạ tay đánh chép dịch vụ luôn. Nặng 178 g. Gọi là 1.56 ly. Giá là 850 k. Tiếp theo sang số 14. Ở 14 sẽ làm chiếc cần LFT bản Aravansi dài 5m3 đợt 1. Con này được trang bị bát là bát vặn nhá. Ở Aravansi bản này sẽ được trang bị là vân hai da lên tận trên ngọn luôn nhá. Nhiều các bác nào mua về mà trên ngọn này không có hơn hay ra thì là đang bị thay ngọn nhé. Riêng Aravansi này sẽ được trang bị vân hay thay ra tận ngọn tất cả các dòng, từ ISO khuyên bé, ISO khuyên to, dòng 36 khoen nữa các kiểu đều là có vân hay ra tận ngọn đó nhé. Đấy, phôi hay ra toàn thân, ngọn nối long phụng có nhé, rất là đẹp. 5m3 đột 1. 210 g. 1.17 ly đó nhá. Con này giá là 1.100.000 đột 1. Rồi, đây tiếp tục mã thứ 15. 15 sẽ làm chiếc cần LFT nữa, nhưng mà bản nó là bản thấp hơn một chút xíu nhưng mà ngọn sẽ rất là to. 5m3 đột 3, dòng ISO khuyên lớn của LFT. Được trang bị khoen bát Fuji, không lỗi làm gì đâu nhá. Ngoại hình cũng rất là đẹp. Đấy, phôi bên trong cũng rất đẹp quá nha. Phôi bên trong con này đẹp. Năm mét ba đợt ba, ngoại hình rất đẹp quá nha. Có ok luôn. Cân nặng cho bác này. Nhiều các bác nào mà thích đánh tầm đợt ba thì con này là quá ngon đấy nhá. Nặng là 300 g, ngọn 1.55 ly, ra là 1.200.000 nhá. Còn xấu thì nó rẻ hơn. Đợt 3 này thì để cho bác nào đánh ISO hoặc là đánh cần tay ấy, mà dòng tay vừa to không to hẳn nhé, đánh con này là vừa. Còn bác nào muốn to nữa thì phải đánh con 4 hoặc 5. Mã thứ 16. 16 sẽ làm chiếc cần của Shimano nhá, dài là 5m2 đợt 4, con này được sản xuất tại Indonesia. Một loạt này sẽ là Nhật sản xuất này, Nhật. Nhật, Việt Nam, Nhật. Con này của Hàn, con này của Indo. Con này sẽ được trang bị dàn khuyên Fuji Six các nhé, cực kỳ đẹp dàn khuyên nó này, quá đẹp luôn. Ở đây sẽ làm chiếc cần được trang bị là phôi carbon, là phôi trơn xoắn vòng, nhưng con này công nghệ rất là cao đó nhá, được trang bị là định lóng, định vị lóng này và có cái định vị khuyên cho bác luôn nhá. Đấy, dòng này thì rất là lẩy. Con này thì em có báo bác rồi, trong dòng ISO thì
cái con này sẽ làm một dòng miso phôi rất là ngon, cực kỳ chắc chắn và rất là khỏe các nhá. Phôi thì nhìn không đặc sắc nhưng mà chất lượng rất là tốt. Mã thứ 16 cân nặng cho bác này, 360g, ngọn 2.01 ly, giá là 1.650.000. Đấy, tiếp tục sang mã thứ 17. 17 sẽ làm chiếc cần dài nhá, cũng một dòng, cũng thuộc là một dòng cần hiếm. Dòng này thì các bác nào thích sưu tầm hoặc là thích độc lạ hoặc là sở hữu những cần mà thông số hiếm thì các bác đánh con này. Ở đây sẽ làm chiếc cần của Daiwa, tên của nó sẽ là Long. Chất liệu carbon là carbon wicker và có chiều dài là 59, zoom đến 7m. Độ cứng là sẽ là 2 các nhá, độ cứng cực kỳ ngon. Bát là bát Fuji, con này sẽ làm chiếc cần rất là mới các nhá. Khẳng định bác rất là mới. Vân hai da bên trong tuyệt đẹp. Đây là chiếc cần để bác sưu tầm rất là tốt nhá. Con này trang bị là vân, là vân hai da, rất là đẹp quá nhá. Đấy, vân hai da. Ba lóng trên cùng sẽ là carbon xoắn vòng và zin hết không lỗi lầm gì. Dàn khuyên cũng rất là đẹp quá nhá. Đấy, con này thì cân nặng cho bác này, 330g. Ngọn là 1.3 ly. Con này nó thuộc dòng cần hiếm. Đấy, ISO 7m thì các bác có thể tìm hiểu các shop thì các bác sẽ thấy là dòng này rất là ít các nhé. 7m rất là ít. Ở Nhật người ta đang dùng này rất là nhiều nên là không thể nào lấy nổi luôn. Rồi, giá con này thì 2.100.000 các nhá, mã thứ 17. 18 này, 18 sẽ làm chiếc cần của Daiko. Một chiếc cần Daiko được sản xuất tại Nhật, có chiều dài 5m3, đọt 1.5, con này rất nhẹ các nhá. Con này sẽ mang tên là Power Komu Komi. Rất nhiều chữ được ghi trên này các nhá. Em không hiểu nghĩa cho lắm nhưng đây chắc là công nghệ rồi là những cái chất liệu. Có nó ghi trên đây các nhá. Em đòi bác cân nặng trước này. Coi không? Rất là nhẹ nhá. 5m3 đọt 1.5 nhưng nặng có 160g, không lệch một tí nào. Dàn khoen là khoen Fuji, nó sư xích các nhá. Phôi con này còn rất là đẹp. Để em rút thử nào. Dòng nhẹ thường thường sẽ rất là lẩy, bao giờ nó cũng vậy. Cần rút ra rất là thẳng các nhá. Rất ok luôn. Đây là chiếc phôi của chiếc cần Daiko rất là ngon các nhá. Daiko thì vẫn là sản xuất tại Nhật, chưa có một nước nào sản xuất. Daiko cộng Gamma. Thì hai cái hãng này gần như là chỉ Nhật sản xuất thôi nhá. Nặng là 160g. Ngọn là 1.01 ly. Giá là 1.100.000 nhá. Con này các bác làm hạ tay cũng rất là ngon nhá. Nhìn màu thì không được đẹp nhưng mà chất lượng cực kỳ tốt. Riêng Daiko. Sang mã 19 này, 19-20 thì sẽ lên bác hai chiếc cần dây trong. Ở đây sẽ làm chiếc cần dây trong của hãng LFT nhá. Con này sẽ là bản Arenos. Màu là 7 màu à? Trắng này, cam này, đỏ nhạt này, tím này. Dài 48, độ cứng 1, được trang bị bát là bát đúc. Khoen là khoen Fuji nội xích, hàng dòng khoen hai cầu nhá. Đầu bu là đầu bu nội xích luôn. Con này được trang bị là vân, vẫn là vân hai da bên trong đó nhá. Bên trong vẫn là vân hai da, có một lớp phủ sơn này. Hai da thì kéo cái bút là nó vẫn nổi gân đấy, không có tiếng kêu này. Đấy, còn cần mà nhẵn như này thì lại không tiếng kêu gì. Có đâu. Còn bên trong này nó vẫn có hai da nổi gân nhá. Đấy, sần sật đấy. Đầu cần được bo chống nổ rất là đẹp quá nhá. Cân nặng cho bác này, 200g. Ngọn 2.8 ly, 800.000, mã số 19. Sang mã thứ 20. 20 sẽ làm chiếc cần dây trong nữa. Nhưng con này của Si, bản này sẽ là bản VIP hơn các nhá. Bản này thì các bác có thể zoom được. Các bác câu ngắn hay câu dài tùy. Một chiếc cần được trang bị là bát đúc liền luôn các nhá. Bát rất là đẹp. Thông số sẽ như sau, dài là 1.48, zoom được 5.3 và độ cứng ở đây sẽ là 1.5 các nhá. Bản này là bản ISO Spico cực kỳ ngon. Được trang bị lõi sứ dẫn sức cước là lõi sứ xích, đầu bu là đầu bu xích luôn nhé. Tất cả các đầu cần đều có cái bo chống nổ. Đấy, một chiếc cần ISO dây trong. Bản này sẽ là bản thân bé các nhé. Bản này các bác có thể trực tiếp làm cần tay câu cảm giác luôn. Mã 20 cân nặng cho bác này, 210g. Bản này sẽ là bản khá là VIP quá nhé. Ngọn là 2.57 ly. Giá sẽ là 1
1.100.000 bản này, bản hàng hệ. Con này giá mới cực kỳ đắt các nhé. Rồi xong 21 này. 21 sẽ làm chiếc cần ISO. Đây sẽ làm chiếc cần ISO dài là 2.7, zoom đến 3.3 để các bác câu hai chế độ. Các bác có thể rút hết ra để các bác câu 1.3. À 3.3 hoặc các bác có thể rút ngắn lại để các bác câu 2.7. Một chiếc cần ISO. Con này sẽ làm chiếc cần được sản xuất tại Nhật các nhá. Vân hai da sẽ là vân hai da bông đấy. Độ lẩy cực kỳ tốt và rất là lẩy các nhá. Đít con này nó như chiếc cần bình thường nhưng mà nó tóp cái ngọn rất là nhanh các nhá. Chỉ là cái ngọn cần và cái cần này cảm giác nó rất là lẩy luôn. Và câu chắc chắn rất là xuê. Đây sẽ làm chiếc cần thông số cũng rất là ít gặp các nhá. Dòng lóng ngắn cân nặng cho bác này. 100g. Ngọn là 0.99 ly. Giá là 1.100.000. Đấy, mã 21. Sang mã 22. 22 sẽ làm chiếc cần 4.5 đột 2, một chiếc cần của Powerlec sản xuất tại Chila xuất Nhật các nhá. Được trang bị bát là bát Fuji, khoen là khoen Kigan. Khoen cũng là khoen ngon các nhá. Con này thì độ phôi và độ cứng của con này rất là tốt luôn. Nhưng mà giá thì lại mềm. Chila sản xuất thì thường thường giá nó sẽ mềm hơn rất là nhiều. Vì Chila những cái hàng mà sản xuất Nhật thì nó toàn dòng tầm trung thôi, tầm trung giá rẻ thôi. Một số hàng lưu ấy thì sẽ là hàng ngon và ISO thì bình thường. Cân nặng cho bác này. 170g. 1.29 ly và lấy các bác là 550k, mã 22. Mã 23 nhá. 23 sẽ làm kiền rất là ngon đây này. Ở đây sẽ làm chiếc cần đời rất là sâu của Olympic, được trang bị là vân hai da nổi gân các bác nhá. Đấy, gân con này kinh khủng luôn nhá. Nó không như gân nào khác mà nó nổi hẳn lên trên mặt và các bác chà nó nổi kêu rất là to. Đấy, con này sẽ làm chiếc cần dài lăng C. Dài 3m, cứng 20. Cứng 20 này là cứng 20 của lăng C luôn nhá. Được trang bị là bát Fuji, khoen sẽ là khoen Fuji các nhá. Ôi. Con này thì các bác câu ngâm. Cực ngon. Lăng C cũng được. Cân nặng 260g. 1.8 ly và có giá là 850k, mã số 22. Xem mã 23 này. 23 sẽ làm chiếc cần y chang con này nhá, bản Powerlec, nhưng con này dài nó dài 3m các nhá. Được trang bị bát là bát Fuji, khoen là khoen Kigan. 3m. Cần khi các bác rút ra các bác rút chặt chẽ giúp em nhá. Kiểu như rút lỏng ấy, nó bị khật khật như này. Đấy, bị khật 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 ở chỗ nào nhỉ? Khật là bị do rút nóng chưa chặt. Ok, con này thì con này cũng lấy các bác giá mềm đấy nhá. Con này cân nặng 110g. Ngọn là 1.15 ly. Đít cần em trong hơi bẩn một xíu, sao dắt thì cảm giác hơi khật khật. Hôm lấy các bác là 550k nhá, dài 3m là rất là ít gặp nhá. Rồi. Xong mã 24, 24 và 25. Hai chiếc cần này sẽ là chiếc cần bán phôi nhá, nó bị lỗi khuyên. 5.3.2 một chiếc cần của Advanci. Một chiếc cần NT. Dòng đời là Advanci, được trang bị vân hai da và con này đã bị thay ngọn các nhá. Đây các bác này, vừa nãy em nói cần cái xong là tất cả các dòng cần mà Advanci này vôi sẽ là phân vôi hai da tận trên ngọn luôn. Nhưng mà cái con này thì được thay ngọn rồi. Ngọn con này sẽ là ngọn của Daiwa các nhá. Ngọn con này sẽ là ngọn của một chiếc cần xịn của Daiwa. Chắc chủ sở hữu thích định vị khuyên cho nên là thay sang để lấy định vị khuyên chơi. Đấy, rất là dị nhá. Ngọn thì tương đương, độ khớp và độ lẩy tương đương. Rất là ngon. Nhưng mà là ngọn thay. Ok. Con này nguyên bản của nó sẽ khoảng tầm 1.4 triệu thôi nhá, nhưng mà đang bị lai khuyên phôi khoảng tầm 1.1 triệu. Đúng rồi. Còn con này thì đang bị lỗi phôi nhá.
thay khuyên rồi, cân nặng cho bác này 230 g, ngọn là 1.9 ly này các bác là 800 k nhá, thay ngọn. Rồi cái cần cuối cùng này đang khách cố gắng quay nốt cho bác mã 25, một chiếc cần 6m3 đột 3 của hãng Daiwa nhé. Bản này sẽ là bản khuyên gô nội xuất xích, phô rất là đẹp quá nhá, 6m3 đột 3 để cho bác nào mà thích rút khuyên ra hạ tay, câu chép dịch vụ hoặc là câu chấm đen. Dòng này thì chấm đen thì tải vẫn hơi yếu nhưng mà đánh chép dịch vụ thì cực kỳ ngon quá nhé. Con này thì em cũng đã đăng rồi, hôm nay giảm cho bác một chút giá cho bác chơi này, 6m3 đột 3 rất là ít gặp có nhá. Cân nặng cho bác này 400 g, các bác hạ hết đi, con này chỉ còn tầm 300 g, ngọn 1.45 ly, lấy các bác là 1.100.000 35, để hôm nay lên tổng cộng cho bác là 25 cây. Các bác ưng này thì bác cho em, hẹn các bác clip tiếp theo, bye bye.